Hello nhớ em, xin mời nhớ mình xem live nha. Ok. Hello xin mời em, xin nhớ mình xem live nha. Ok. Bây giờ mình đi câu này nha. That makes sense. That makes sense. Hợp lý ấy. That makes sense. So where is Nico? So where is Nico? She dropped out of school completely. Really? Why? Okay. Hello team. That makes sense. Hợp lý ấy. That makes sense. So where is Nico? She dropped out of school completely. Really? Why? Bạn ấy bỏ học luôn rồi. Ủa thiệt hả? Nhưng mà tại sao vậy? Okay. That makes sense. So where is Nico? She dropped out of school completely. Really? Why? Chữ này á là L. Chữ đờ á, mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung nha. That. Cái chữ T á mình giữ lại. That makes sense. Okay. Okay. Thank you, Blue. Chữ này á là A. Chữ M á mình gắn với là make. Và mình gắn cái chữ K mình bật cái hơi ra. Make. Và mình gắn cái chữ S là makes. Makes. That makes sense. Chữ E với chữ N là chữ N á. Cái chữ S á mình gắn vào là sound. Và mình gắn cái chữ S này là gọi là science. Science, that makes sense. Okay. So, where is Nico? Hợp lý á. Ủa nhưng mà Nico ở đâu rồi? Chữ này là O. Cái chữ S mình gắn vào là slow. Where is Nico? Chữ này là chữ E nè. Chữ W mình gắn vào là chữ where. Và sau đó mình cong lưỡi chữ R vào là where. Is. Chữ này chữ E nè. Mình gắn vào là is Nico. That makes sense. So, where is Nico? Hợp nghe hợp lý á. Ok, rất là có lý. Ủa nhưng mà Nico đâu rồi? She dropped out of school completely. Bạn đó bỏ học luôn rồi. Completely. Really? Why? Ok. Một hồi mình sẽ liếm cái chữ T này vào cái chữ out. Và cái chữ T này vào chữ up. Huh? She dropped out of. She dropped out of. Ok. Chữ này chữ y nè, chữ sờ nặng mình gắn là she ha. Cái này dropped out of school completely. Chữ e hai chấm là chữ o, cái chữ r cái mình chu cái môi ra raw, mình gắn cái chữ d vào draw và mình gắn cái chữ d vào drop và mình gắn cái chữ t một hồi mình để dành á, mình luyến qua chữ out thành chữ d tiếng Việt dropped out. Chữ này là out. Cái chữ T á, mình để dành á, một hồi mình luyến qua chữ of á, thành chữ the tiếng Việt nhẹ, out of, okay. Hello boss, huh? School completely. Chữ này chữ U á, mình chu cái môi ra. Cái chữ K á, mình bật cổ gắn vào cool. Và mình gắn cái chữ S vào school. Và mình đá lùi chữ L lên school, okay. She dropped out of school completely. Cô ấy bỏ học luôn rồi. Completely. Chữ O với chữ M là chữ ôm ha. Chữ Y với chữ T là chữ ít. Chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là ôm ít y. It e. Chữ K mình bật hơi vào come. Mình gắn cái chữ L vào là lit. Chữ B mình bật cái hơi ra plate, complete. Chữ L mình gắn vào là li. Completely. Okay. Và mình đi từ từ mình ghép vào thế nào. She dropped out of school completely. She dropped out of. Cái chữ T nè, mình luyến vào chữ out thành chữ the tiếng Việt nhẹ. She dropped out. Cái chữ T này biến vào chữ O thành chữ the tiếng Việt nhẹ. Out of. She dropped out of school completely. Là dropped out of school có nghĩa là bỏ học ha mọi người ha. Okay. That makes sense. Rất là hợp lý luôn. That makes sense. So, where is Nico? Ủa nhưng mà Nico đâu rồi? She dropped out of school completely. Really? Why?
Cái này là really. Chữ này chữ y nè, chữ này chữ ơ, và chữ này là chữ y, mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại mình bỏ dấu nguyên. Y ờ y y ờ y. Cái chữ r mình chu cái môi ra, ri. Mình gắn cái chữ ờ vào là ờ, và mình gắn cái chữ l vào là lì, là really. Really, why? Chữ này là I, chữ W mình gắn vào là Y, ok? Và mình cứ đi từ từ, mình gắn vào that makes sense, that makes sense. So, where is Nico? She dropped out of school completely. Really? Why? Ok, rồi. Mình đi lướt câu dưới này nha mọi người. Ok. And she worked at a startup company as an intern. Hay là intern cũng được nha mọi người, intern. Okay. And since the business did well, they asked her if she wanted to work full time. She worked at a startup company as an in okay, intern nha mọi người, cái này nó nhấn hơi bị nhầm chữ intern hả? And since the business did well, they asked her if she wanted to work full time. Là cô ấy á, làm ở một cái công ty á, khởi nghiệp á, ở vị trí thực tập. Nhưng mà vì là cái công ty á, làm việc á, rất là tốt, cho nên là công ty á, có hỏi cô ấy là cô ấy có muốn làm việc toàn thời gian không. Ok. Hả? Chữ này chữ y nè. Cái chữ sờ nặng á, mình gắn vào she worried. Chữ này chữ ơ á, mà nó có cái ngoéo. Có nghĩa là nó tích hợp chữ r sẵn rồi. Còn cái chữ w á, mình gắn vào là word. Và mình gắn cái chữ K vào là work. Work. She work. Cái chữ T này nè. Một hồi mình sẽ để dành luyến qua chữ ở thành chữ D tiếng Việt nhẹ nha. She worked it. Worked it. She worked a startup. She worked it. Chữ này chữ O như bình thường sẽ nói chữ O ha. Cái này startup. Company as an intern. And since the business did well. Cái này là startup. Chữ E hai chấm là chữ O. Dấu mũ với chữ B là chữ up, mà dấu nhấn bé siêu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại mình bỏ dấu quyền. Chữ chữ O dấu mũ với chữ B là chữ up, nhưng mà bỏ dấu quyền thì không có bỏ được, cho nên mình chỉ còn bỏ hay bỏ dấu nặng thôi. O up, O up. Và chữ T mình gắn vào, mình bật đầu lưỡi rửa hai răng. T, và mình gắn cái chữ S vào. Star. Và mình gắn cái chữ R với star. Chữ T nè, mình biến thành chữ D tiếng Việt, mình gắn vào đập. Startup, startup. And she worked at a startup company as an intern. And since the business did well, company. Dấu mũ quá với chữ M là chữ âm. Chữ này là chữ Ơ và chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là âm ờ ì. Âm ờ ì. Chữ K mình bật cái hơi gắn vào. Come. Chữ B mình bật hơi gắn vào. The comfort. Chữ N mình gắn vào nì. The company. Company. Chữ ơ với chữ Z thì mình nói là chữ S ha. Chữ ơ với chữ N chữ ơn. Nhưng mà bình thường sẽ nói chữ ơn nha. À, cái này nó nhấn nhầm nha mọi người. Đáng lý sẽ nhấn ở đây nha. Intern. Intern. Ok. Chữ này chữ E nè. Cái số 3 hai chấm là chữ ơ. Mà nó có cái ngoéo. Có nghĩa là tích hợp chữ R sẵn rồi. Đặt, mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Đây nó nhấn nhầm nha mọi người. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền. ER, ER. Chữ N mình gắn vào N. Mình gắn cái chữ T vào TER, INTER. Và mình đáp lưỡi trên N là INTERN, INTERN. Ok, là thực tập viên. And since the business did well. Nhưng mà vì là công ty làm ăn rất là tốt. Hả? Chữ E với chữ N là chữ N. Nhưng mà bình thường ta nói chữ N nhé. Since the business did well. Chữ này chữ Y nè. Chữ S mình gắn vào là xia. Cái mình đáp lại trên N là sen.
và mình gắn cái chữ I, so sales, the business did well. Chữ này chữ ơ, nhưng mà bình thường chữ này, chữ đờ mình đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung the, nhưng mà bình thường chữ này người ta bỏ dấu nguyên hình chữ the ha. Cái đó là business, business did well. Chữ này chữ y nè, chữ này cũng là chữ y luôn, mà dấu nhấn á, pencil á, nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu nguyên. Y chữ bờ mình gắn vào là bia, mình gắn dây sách vào là beers, beers mình gắn cái chữ n vào là nia, beers nè, beers nè, và mình gắn cái chữ s là business, business did well, làm ăn rất là tốt. Chữ này chữ y nè, chữ d mình bật lưỡi gắn vào, ok, dear, và mình gắn cái chữ d này vào dead, wow. Chữ này chữ e, chữ w mình gắn vào là where, where, giống như là cây que ấy, và xong mình đá lưỡi chữ l lên, wow, ok. Và mình đi từ từ mình gắn vào là she, ok, she work đó. Cái chữ t á, mình luyến vào chữ a, và cái chữ t này mình luyến vào chữ đây, she worked at a startup company as an intern and since the business did well, she worked at a startup company as an intern. Cô ấy làm việc cho một cái công ty khởi nghiệp á, là thực tập viên ha. And since the business did well, nhưng mà vì là công ty á, ok, nó làm việc tốt quá ha, ok, rồi. Rồi mình đi lướt câu dưới này nha. And they ask her if she wanted to work full time. Và họ có hỏi cô ấy rằng là cô ấy có muốn làm việc toàn thời gian không? Okay. They ask her if she wanted to work full time. Okay. Chữ này là A và chữ D á. Mình đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung. They ask hả? Chữ này á, ok. Chữ này là L, cái mình gắn chữ A vào là ask và mình gắn cái chữ K vào là ask. Ok. Cái chữ T một hồi mình liếm vào chữ chữ, chữ khác luôn ha. Ok. Her. Chữ này chữ ơ nè. Mà nó có cái ngoéo ở đây. Có nghĩa là nó tích hợp chữ R sẵn lại. Cái chữ khác cái mình đưa cái hơi ra. Her and they ask her if she wanted to work full time. Chữ này chữ y nè, ok. Mình gắn chữ áo với lại elf. Chữ này chữ y nè. Cái chữ sờ nặng mình gắn vào she wanted to work for a time. Wanted. E hai chấm là chữ o. Mình gắn với chữ n là chữ on. Chữ này là chữ y ha. Mà cái dấu nhấn á, bé xíu á, nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu nguyên. On ear. Chữ W á, mình gắn vào là want. Mình gắn chữ T vào to wanted. Cái mình gắn chữ T vào là wanted. Wanted, okay, to work for a time. Là liệu là cô ấy có muốn làm việc toàn thời gian không? Chữ này chữ U mình chu cái môi ra. Chữ T á, mình bật cái lưỡi gắn vào. To work for a time. Chữ số 3 hai chấm là chữ ơ. Mà nó có cái ngoéo ở đây nè, có nghĩa là nó tích hợp chữ R sẵn rồi. Cái chữ W á mình gắn vào là work. Cái mình gắn cái chữ K vào là work. Ha, work for a time. Cái chữ này chữ U mình không có chu môi. Cái chữ alpha, ok. Mình gắn vào là for, cái mình đá chữ L là for, ok. Time. Chữ này là I. Cái chữ T mình bật đầu lưỡi giữa hai răng mình gắn vào time. Cái mình khép môi chữ M là time. Ok. Và đi từ từ mình gắp vào nào. They ask her if she wanted to work for a time. Và họ hỏi cô ấy rằng là cô ấy có muốn làm việc toàn thời gian không? Ok. And they ask her if she wanted to work full time. Huh? Okay. Đây. Okay.
She worked at a startup company as an intern, and since the business did well, they asked her if she wanted to work full time. Huh? Okay. Rồi bây giờ mình đi lướt câu dưới này ha. Wow, she's so lucky. Wow, she's so lucky. Wow, cô ấy ha, hên ghê đấy. She doesn't have a degree. Cô ấy chưa có cái bằng nữa. And she already has a job. Nhưng mà cô ấy đã có được một cái công việc rồi. Wow, she's so lucky. Wow, she's so lucky. And she doesn't have a degree. And she already has a job. Okay. Chữ này là ow. Cái chữ w mình gắn với là wow. Wow. She's so lucky. Hả? Chữ này chữ y nè. Cái chữ sờ nặng á mình gắn vào she. Cái mình gắn cái chữ giáp vào she's. She's. Rồi mình lại lướt qua cái chữ sờ nhẹ. Chữ này là ow. Cái chữ s mình gắn vào là so. Hả? Mình lướt từ chữ sờ nặng qua chữ z. Ok. Rồi mình lại lướt qua chữ sờ nhẹ ha. Nó có ba chữ luôn nha. She's so. Đầu tiên là chữ sờ nặng. Sau đó là qua chữ z. Sau đó là qua chữ s. She's so. She's so. She's so. Ok. Ha? Cho nên là mình đừng có đi lộn ha. She's so lucky. Chữ này chữ ơ nè. Chữ này là chữ y. Mà dấu nhấn á, bé si có nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Ok. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Ơ y, ơ y. Chữ l á, mình gắn vào là lơ, lơ, ơ lơ. Chữ k mình bật cái hơi ra k, k, k. Wow, she's so lucky. And she doesn't have a degree. And but she already has a job. Chữ này chữ y nè. Chữ sờ nặng mình gắn vào she. Hả? Cái này doesn't have a degree là cô ấy chưa có bằng nữa. Chữ này chữ ơ nè. Chữ ơ với chữ n là chữ ơn. Mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Ơ ơn, ơ ơn. Chữ đờ mình bật lưỡi gắn vào đờ. Cái mình gắn cái chữ z vào zon. Doesn't, she doesn't, she doesn't. Anh n với t thì t câm ha mọi người ha. Have a degree. Chữ này là l. Chữ h cái mình đưa cái hơi ra. Have. Cái mình gắn cái chữ v vào là have a degree. Chữ này chữ ơ nè. Nhưng mà bình thường á, người ta bỏ dấu quyền hình chữ ơ ha. Degree. Chữ này là chữ y. Chữ này là chữ y. Mà dấu nhấn á, bé xíu nó nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Y, 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 y. Chữ đờ mình bật lưỡi tiếng Anh mình gắn vào dear. Chữ R mình thu cái môi ra re. Mình gắn cái chữ G vào re. Degree. Degree. Ha, mình đi từ từ, mình gắn vào she doesn't have a degree. Wow, she's so lucky. She doesn't have a degree. And she already has a job. Ôi, cô ấy may mắn ghê á. Chưa có bằng á, mà đã có việc rồi. Chữ E với chữ N là chữ N, nhưng bình thường ta nói chữ N ha. She, chữ này chữ Y nè. Cái chữ sờ nặng á, mình gắn vào she. Chữ sờ nặng á, giống như là các bạn nói chữ buổi sáng. Buổi sáng ha. Ok, already has a job. E hai chấm là chữ O. Chữ này là chữ E và chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu quyền. O, E, Y. O, E, Y. Sau đó mình đá lưỡi chữ L lên O. Cái chữ R mình chu cái môi ra. Re, O, Re. Cái chữ D mình bật lưỡi gắn vào. Already, 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 she already, and she already, and she already has a job. Chữ này là L. Chữ H cái mình đưa cái hơi ra. Have. K
cái mình gắn cái chữ Zach vào house, chữ này chữ ơ nhưng mình sẽ nói chữ ờ nha mọi người nha. Shop a hai chấm là chữ o, mình gắn với chữ b là chữ up, up, up. Cái chữ ch mình gắn vào là chữ shop. Ok, she already has a job. Rồi mình đi từ từ mình gắn vào nhau. Wow, she's so lucky. Wow, she's so lucky. And she doesn't have a degree. And she already has a job. Okay. Okay. Rồi mình đi lướt câu này nha. It sounds good. It sounds good. It sounds good. Okay. Oh, rất là tuyệt vời luôn nha. Okay. It sounds good now, but I'm traditional. Traditional. But I'm traditional. Okay. How? I won the degree, and so I would have accepted the offer. Okay. It sounds good. But I'm a traditional. I won the degree, so I would have accepted the offer. Okay. Nghe rất là tuyệt vời luôn không? Nhưng mà tôi là một người ha, traditional là một người rất là quy củ, rất là quy củ ha, rất là truyền thống ha. Cho nên là tôi muốn có một cái bằng, cho nên là sao tôi sẽ không có chấp nhận cái lời đề nghị đó đâu. Ok. It sounds good. Chữ này chữ y nè. Mình gắn chữ T và là it. Sounds good. Chữ này là out. Cái mình gắn cái chữ sao sao đạp vào sound. Cái mình đáp lại chữ N là sound. Mình gắn cái chữ D vào sound. Và mình gắn cái chữ Z vào sounds. Sounds good. It sounds good. Chữ này chữ U mình không có chữ môi. Cái chữ G mình gắn vào là G. Và mình gắn cái chữ D vào là good. It sounds good. It sounds good now. Chữ này là out. Cái chữ N mình gắn vào now. It sounds good now. But I'm a traditional. Dấu mũ với chữ T là chữ X. Chữ B mình gắn vào là chữ bất. I'm. Chữ này là I. Cái mình khép môi chữ M và là I'm. Traditional. Traditional. Chữ này chữ Ơ nè. Chữ này là chữ Y. Chữ này á là chữ Ơ và chữ này là chữ Ơ. Mà dấu nhấn á bé xíu nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu nguyên. Ơ Y. Ờ ờ. Ờ y. Ờ ờ. Cái chữ R mình thu cái môi ra. R. Cái mình gắn cái chữ T vào. T. T. Tr. Cái chữ D mình bật lưỡi gắn vào. T. T. Dear. Tr. Dear. Cái mình gắn cái chữ S nặng vào. S. Tr. Dear. S. Cái mình gắn cái chữ N vào. N. Tr. Dear. S. N. Cái mình đá lưỡi chữ L lên. Traditional. Traditional. Okay. That sounds good. That sounds good. That sounds good now. But aren't traditional. It sounds good now. But aren't traditional. Okay. I won the degree. So I would have accepted the offer. I won the degree. So I would have accepted the offer. Huh? Okay. I want the degree, so I would have accepted the offer. Chữ này là I won the degree. Chữ E hai chấm là chữ O. Mình gắn với chữ N là chữ on. On the on. Chữ W mình gắn vào chữ won. N T thì T căm cũng được nha mọi người. I won the degree. Chữ này chữ O nè. Chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung. The. Nhưng mà bình thường chữ này người ta bỏ dấu quyền thành chữ the ha. I want the degree. Degree. Chữ này chữ Y nè. Chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn nó sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Y, 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 Y. Cái chữ D mình bật lưỡi gắn vào. Dear. Cái chữ R mình chu cái môi ra. Re. Và mình gắn cái chữ G vào. Degree, degree. So I want the degree, and I would have accepted the offer. So, chữ này là oh, cái mình gắn cái chữ so sau đó vào so, I would have accepted the offer. Chữ này là I, cái này là wouldn't. Chữ này chữ u mình không có chu môi.
chữ ơ với chữ n là chữ ơn, mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu nguyên. Ua ơn, ua ơn, chữ w mình gắn vào là vua, cái chữ d mình bật lưỡi tiếng Anh mình gắn vào trần, trần. Anh nờ t thì t căm ha mọi người ha. I wouldn't, I would have accepted the offer. Have, chữ này là l, chữ h cái mình đưa cái hơi have, cái mình gắn cái chữ d là have. Accepted, accepted the offer. Chữ này chữ ơ nè, chữ e với chữ b là chữ f, e b f. Chữ này là chữ y mà dấu nhấn á, bé siêu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu nguyên, có nghĩa là ờ f e, ờ f e. Chữ k mình khựng cổ lại up up up, mình gắn cái chữ sờ sa đà vào sap up sap up sap. Cái chữ t này mình biến thành chữ d tiếng Việt nhẹ accepted accepted, mình gắn cái chữ d này vào accepted accepted accepted. I would have accepted accepted the offer, là tôi sẽ không có đồng ý cái lời đề nghị đó đâu. Chữ này chữ y nè, chữ d cái mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung z, nhưng mà bình thường chữ này người ta bỏ dấu quyền là thành chữ z. Cái chữ này là offer, a hai chấm là chữ o, chữ này chữ ơ mà nó có cái méo, có nghĩa là tích hợp chữ r sẵn rồi. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang, tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. O r o r, cái chữ f mình đưa cái hơi nhiều ra for offer offer the offer. Ok, và đi từ từ mình ghép vào I want the degree, I want the degree, so I would have accepted the offer. I want the degree, so I wouldn't have accepted the offer. It sounds good. It sounds good. It sounds good. Okay. It sounds good now, but I'm traditional. So, I want the degree. I would have accepted the offer. Accepted the offer. Huh? Okay. Rồi. Mình đi lướt câu dưới này nha. Okay. Rồi. Do you know how much they are paying her? Do you know how much they are paying her? Bạn có biết là người ta trả cho cô ấy bao nhiêu không? Do you know how much they are paying her? Do you know how much they are paying her? I don't know. Tôi đâu có biết đâu. I don't know. Okay. Do you know how much they are paying her? I don't know. Okay. Chữ này chữ U nè, mình chu cái môi ra. Chữ D mình bật lưỡi tiếng Anh mình gắn vào. Mình chu. Chữ này chữ U mình chu cái môi ra. Chữ D mình gắn vào là U, giống như là du lịch đó ha. Do you know? Chữ này là O. Cái chữ N mình gắn vào no. Do you know how much? Chữ này là O. Cái chữ H mình đưa cái hơi ra. Mình gắn vào là how much. Chữ này chữ ơ nè, chữ m mình gắn vào là chữ mơ, cái mình tống cái hơi chữ t gọi là much. Ok. Do you know how much they are paying her? Chữ này là e. Chữ g á, mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung they are, e hai chấm là chữ o, cái mình cong lưỡi chữ r lên are paying her. Chữ này là e, chữ này là chữ y. Đáng lý nó có cái dấu nhấm, cái dấu nhấn ở đây á, mà nó bị thiếu nha mọi người. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu nguyên. E, 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 e. Chữ bờ mình bật hơi mình gắn vào p, p, pay. Cái mình bỏ dấu, mình gắn vào chữ y, pay. Cái mình ngân cái chữ ng ra paying, paying, paying her. Chữ này chữ ơ nè, mà nó có cái ngoéo, có nghĩa là tích hợp chữ r sẵn rồi. Cái chữ h cái mình đưa cái hơi ra her. Ok, và mình đi từ từ mình ghép vào nào. Do you know how much they are paying her? Ok.
Do you know how much they are paying her? Do you know how much they are paying her? Bạn có biết là người ta trả cho cô ấy bao nhiêu không? Okay. Huh? Do you know how much they are paying her? I don't know. Tôi cũng đâu có biết đâu. Chữ này là I don't know. Chữ này là oh. Chữ the mình bật lưỡi tiếng Anh mình gắn vào. Don't. Cái mình đáp lưỡi chữ N lên don't. Anh N T thì T câm cũng được các mọi người. Chữ này là oh. Cái chữ N mình gắn vào no. I don't know. Do you know how much they are paying her? No, I don't know. Okay. Rồi. Mình đi lướt câu dưới này nhá. But I bet it must have been a good offer. But I bet. Nhưng mà tôi cá là It must have been a good offer. But I bet. It must have been a good offer. But I bet. It must have been. But I bet it must have been a good offer. Or she wouldn't have accepted it. Okay. Nhưng mà tôi cá là đó phải là một cái offer rất là tốt. Có nghĩa là một cái lời đề nghị rất là tốt. Còn nếu không là cô ấy đã không có chấp nhận đâu. Hả? But it must have been a good offer. Or she wouldn't have accepted it. Dấu mũ với chữ T là chữ X. Chữ B mình gắn vào là chữ X. Chữ này là I. Một hồi mà liếm cái chữ T với chữ I thành chữ D tiếng Việt nhà là But I. Chữ E với chữ T là chữ S. Chữ B mình gắn vào chữ bad. Ok, but. Chữ này chữ Y mình gắn với chữ T và Must have been a good offer. Chữ này chữ O nè. Chữ M mình gắn vào là mơ. Và mình gắn cái chữ sờ xà đạo vào là must. Mình gắn cái chữ T là must have been a good offer. Chữ này là A. Chữ H cái mình đưa cái hơi ra. Have. Cái mình gắn cái chữ V vào là have been a good offer. Chữ Y với chữ N là chữ in. In, in. Tiếng Việt mà mình ghép được là mình ghép luôn. Chữ B mình gắn vào là been a good offer. Chữ này chữ O nhưng bình thường ta nói chữ O hả? Good offer. Chữ này chữ U mình không có chữ môi. Cái chữ G mình gắn vào là good. Cái mình gắn chữ D vào là good. Offer. A hai chấm là chữ O. Chữ này chữ O mà nó có cái ngoéo. Có nghĩa là tích hợp chữ R sẵn rồi. Mà dấu nhấn bé siêu có nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại mình bỏ dấu quyền. Or. Và mình gắn cái chữ áo vào là offer. Offer. Ok. But I bet it must have been a good offer. But I bet it must have been a good offer. Ok. Cái chữ T này các bạn có thể bỏ đi để khi mình luyến cái chữ must á. Cái chữ must. Ok. Sorry nha, nó hơi bị... Ok. Chỗ anh nó hơi gớt mạng xíu nha mọi người. Sorry nha. Ok. Cho anh nó hơi bị gớt mạng xíu nha. Have accepted it. Hả? Rồi. Chữ này là chữ O nha. Chữ E với chữ B là chữ F. Chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn là mình bỏ dấu quyền. F E. Thì chữ K mình khựng lại up. Rồi mình gắn chữ F vào sub. Chữ T mình biến thành chữ D tiếng Việt nha. Accepted. Và mình gắn cái chữ D vào accepted. Accepted. Chữ này chữ Y mình gắn chữ T là S. Accepted. Hả? Ok. Và mình cứ đi từ từ mình ghép vào. Hả? Or she wouldn't have accepted it. Hả? But I bet it must have been a good offer. Or she wouldn't have accepted it. Ok. Hả? Ok. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nha mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp nha. Ok. Các bạn có thể xem lại live ở trên link bio TikTok ha. Ok. Ok, hoặc là các bạn có thể vào group Zalo cũng được nha. Ha, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye mọi người nha. Ok, nó
hôm nay phút cuối á, mạng nó hơi bị sao ấy. Ok, cảm ơn nhóm rất là nhiều nha. Bye bye mọi người nha. Ok, hôm nay mạng nó hơi bị lag. Ok, bye bye mọi người nha. Bye bye nhóm nha. Bye 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 bye. Ok.